Chào mừng các em tham dự bài giảng môn địa lý, bài 23 Châu Phi. Châu Phi là châu lục đứng thứ 2 trên thế giới về dân số và đứng thứ 3 về diện tích so với các châu lục khác. Để có thêm kiến thức về châu lục này, cô và các em sẽ cùng tìm hiểu qua hoạt động thứ nhất, tìm hiểu về vị trí địa lý và giới hạn của châu Phi. Các bạn quan sát hình 1 lược đồ tự nhiên châu Phi. Các bạn hãy cho cô biết châu Phi tiếp giáp với biển và đại dương nào? Bây giờ cô và các em sẽ cùng tìm hiểu câu trả lời nhé. Phía Bắc giáp Địa Trung Hải, phía Đông Nam giáp Ấn Độ Dương, phía Đông Bắc giáp Biển Đỏ, ngăn cách với châu Á bằng kênh đào Suez, phía Tây giáp Đại Tây Dương. Các em hãy chỉ ra đường xích đạo, đường chí tuyến đi qua châu lục và có nhận xét gì về chúng. Như vậy, qua phần quan sát hình ảnh, ta thấy xích đạo đi ngang qua giữa châu lục, chí tuyến bắc đi qua hoang mạc Sahara, chí tuyến nam đi qua bồn địa Kalahari. Như vậy, đại bộ phận diện tích châu Phi nằm giữa hai chí tuyến. Các em hãy cùng xem bảng số liệu về diện tích các châu lục. Châu Phi có diện tích là 30 triệu km vuông và đứng thứ 3 trên thế giới sau châu Á và châu Mỹ. Cô có kết luận rằng châu Phi nằm ở phía nam châu Âu và phía tây nam châu Á. Đại bộ phận diện tích nằm giữa hai chí tuyến, có đường xích đạo đi ngang qua giữa châu lục. Vừa rồi, cô và các em đã cùng tìm hiểu về vị trí, địa lý và giới hạn của châu Phi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bước qua hoạt động 2 là tìm hiểu về các đặc điểm tự nhiên của châu Phi nhé. Các em quan sát lược đồ và đọc kỹ phần chú giải để trả lời các câu hỏi sau. Câu hỏi thứ nhất, địa hình châu Phi có đặc điểm gì? Như vậy, qua quan sát lược đồ ta có thể thấy đại bộ phận địa hình châu Phi có độ cao từ 500 đến 1.000 mét hoặc trên 1.000 mét. Như vậy, châu Phi có địa hình tương đối cao. Toàn bộ lục địa được coi như một cao nguyên khổng lồ, nhưng có các vùng địa lớn. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các câu hỏi còn lại. Em hãy đọc tên các cao nguyên chính của châu Phi, đọc tên các vùng địa chính của châu Phi và tìm và đọc tên các sông hồ lớn của châu Phi. Các cao nguyên chính của châu Phi là cao nguyên Ethiopia, cao nguyên Đông Phi. Vùng địa gồm có vùng địa Sahara, vùng địa Niên Thượng, vùng địa Congo và vùng địa Kalahari. Sông lớn gồm có sông Nin, sông Congo, sông Niger, sông Zambezi. Hồ lớn gồm có hồ Sát và hồ Victoria. Bồn địa là một cái vùng đất trũng thấp, rộng lớn, thường có núi bao quanh. Cao nguyên là khu vực tương đối bằng phẳng, có sườn dốc và có độ cao trên 500 mét. Sông Nin là con sông dài nhất thế giới, chảy vào Địa Trung Hải, mang đến nhiều phù sa, là điều kiện phát triển nông nghiệp, góp phần hình thành nền văn minh Ai Cập cổ đại, có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế châu Phi. Các em hãy cùng quan sát hình ảnh sông Nin qua vệ tinh. Tiếp theo là hình ảnh hồ Victoria qua vệ tinh.
Hồ có diện tích 69.000 km², chu vi 3.440 km, là hồ nước ngọt lớn nhất châu Phi và lớn thứ hai thế giới, nằm trên lãnh thổ các nước Uganda, Tanzania và Kenya. Đây là hình ảnh về dòng sông Volga. Như vậy, ta có thể thấy bờ biển của châu Phi ít bị cắt xẻ, ít đảo vịnh, không có biển ăn sâu vào đất liền. Như vậy, với vị trí địa lý và đặc điểm tự nhiên như thế, thì khí hậu châu Phi như thế nào? Châu Phi nằm ở vành đai nhiệt đới, có diện tích rộng, không có biển ăn sâu vào đất liền. Như vậy, khí hậu châu Phi nóng và khô bậc nhất thế giới. Với điều kiện khí hậu trên, ở châu Phi đã hình thành những cảnh quan tự nhiên điển hình nào? Ở Bắc Phi có hoang mạc Sahara rộng hơn 9 triệu km², là hoang mạc rộng nhất thế giới. Vì sao ở hoang mạc Sahara, thực vật và động vật lại nghèo nàn? Các bạn sẽ cùng tìm hiểu nhé. Vì hoang mạc Sahara có khí hậu nóng, khô bậc nhất thế giới, sông hồ rất ít và hiếm nước. Những điều đó dẫn đến thực vật và động vật rất nghèo nàn. 1/3 diện tích chia làm hai mùa, mùa mưa và mùa khô. Nơi mưa nhiều có rừng nhiệt đới phát triển, nơi đủ độ ẩm thì có rừng thưa. Nơi mưa ít xuất hiện đồng cỏ cao, cây bụi gọi là savan. Savan là những cánh đồng cỏ và ở đó chiều cao của các loài cỏ phải trên 0,8 m. Đây là hình ảnh về savan. Động vật sống ở savan có ngựa vằn, hươu cao cổ, đà điểu và voi, sư tử, báo và linh cẩu. Vì sao ở savan có nhiều động vật ăn cỏ và ăn thịt như hươu cao cổ, ngựa vằn, voi, sư tử, báo? Lý do thứ nhất là vì savan ít mưa. Lý do thứ hai, thực vật chủ yếu là cỏ, nên xuất hiện nhiều động vật ăn cỏ và ăn thịt như hươu cao cổ, ngựa vằn, voi, sư tử và báo. Đây là hình ảnh về rừng rậm nhiệt đới châu Phi và rừng thưa. Như vậy, qua những kiến thức mà cô vừa cung cấp, các em cần ghi nhớ những kiến thức sau. Châu Phi ở phía Nam châu Âu và phía Tây Nam châu Á, có đường xích đạo đi ngang qua giữa châu lục. Châu Phi có khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới. Đại bộ phận lãnh thổ là hoang mạc và savan. Sahara là hoang mạc nhiệt đới lớn nhất thế giới. Các bạn ở nhà học thuộc cho cô phần ghi nhớ châu Phi và chuẩn bị bài châu Phi tiếp. Tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em vào tiết học sau nhé.